này có bé cắm trại này, có lên xem thử không? Có cần lên xem, có muốn lên xem thử không? Trên đây có một bãi cắm trại, cái bãi mà nó phẳng với cả nó có mòn cây xung quanh ấy. Có lên hả? Đi bộ có chục mét này, có lên xem thử không? Thì dừng xe lên để xem thử rồi đi tiếp. Hả? Sao? Hả? Đi gần mà. Mò với ai dẫn đâu. Thì cứ ngày chủ nhật không có gì làm thì anh lại đi lên đây. Bên này là suối, bên này là bãi cắm trại này. Cắm ở đây không? Cắm ở đây là chuẩn luôn. Bên này cũng có chỗ này, bên này cũng có này. Chỗ bọn này bọn nó cũng cắm trại này, chỗ các bạn nó cũng cắm ở đây. Được chưa, cắm ở đây là quá chuẩn luôn.